Hello, xin mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Nhà phố Vân Nguyên. Xin giới thiệu Vân là môi giới chuyên bán nhà phố khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp và các quận trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý cô chú anh chị có nhu cầu ký gửi nhà bán chính chủ, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái trong màn hình. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà nằm ở trục hẻm xe hơi số 482 đường Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh. Và căn nhà này có diện tích lên đến là 95 m². Hẻm xe hơi có thể vào tận nhà và ngủ ở trong nhà luôn. Vị trí Vân đang đứng ở đây là mặt tiền đường Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh. Nếu rẽ về phía bên trái này á, là chúng ta sẽ hướng về chợ Bà Chiểu nha. Còn đi về phía bên phải này là chúng ta sẽ ra đường đại lộ Phạm Văn Đồng. Và căn nhà mà hôm nay Vân giới thiệu nằm ở trục hẻm 482 đường Lê Quang Định này. Hẻm này thì khá là rộng, xe hơi có thể lưu thông dễ dàng được. Và đường trước nhà mình á, nở rộng ra nè, rộng khoảng 6 mét luôn. Và nhà mình á, có chiều ngang là 6m2. Tính từ bên này nè, sang cái này là 6m2 nè. Và chiều dài của căn nhà là 16m. Diện tích công nhận trên sổ gần 95 m² ha. Thì hiện trạng nhà mình là nhà cũ nè. Quý cô chú anh chị có thể mua về mình sơn sửa mình ở, hoặc là mình có thể xây dựng mới. Thì khu vực này mình có thể xây dựng được 5 tầng nha. Thì không gian tầng trệt mình bao gồm phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Đây là không gian của một phòng ngủ dưới trệt. Và đây là khu vực để máy giặt nè. Và nhà vệ sinh dưới trệt. Và bây giờ Vân sẽ mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 1 nha. Hiện trạng thì lầu 1 của mình là gác gỗ, cầu thang gỗ luôn. Đây là không gian của khu vực lầu 1 nè, bao gồm 3 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Đây, 1 phòng ngủ nè. Hiện tại đang phòng đang để trống. Và đây là phòng thứ 2 nè. Và phòng thứ 3. Nhà mình có một cái ban công ở phía trước nè. Đây ban công phía trước nhà nè. Xe hơi có thể vào tận nhà mình được luôn nha. Đây là cái vùng khoảng sân vườn trước nhà mình. Và đây là vị trí của nhà vệ sinh ở trên lầu 1 của mình nha. Ở đây nè, có một cái cửa sổ rất là thông thoáng. Và đây là nhà vệ sinh ở lầu 1 nè. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn lại không gian của khu vực lầu 1 nha. Lầu 1 mình có 3 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và 1 ban công. Bây giờ Vân sẽ quay xuống khu vực tầng trệt một lần nữa. Khu vực này là phía bên trái nhà mình nha.
Đi ra phía trước là khoảng sân vườn trước nhà nè. Và với một căn nhà nằm ở vị trí trung tâm, phường 11, quận Bình Thạnh, hẹp xe hơi và xe hơi có thể ngủ trong nhà, diện tích nhà lên đến 95m2 như thế này, đang được gia chủ chào bán với mức giá là 11 tỷ. Nếu quý cô chú anh chị có quan tâm đến căn nhà này, hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được chào bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.